Câu hỏi của bạn Hồng Linh là: Kính thưa sư, con đọc trong tạng luật thì thấy thường nhắc đến các vị tỷ kheo nhóm lục sư là những người đầu tiên phạm lỗi và từ đó Đức Phật đưa ra giới luật. Con xin hỏi các tỳ kheo nhóm lục sư này có là một nhóm gồm 6 người hay là những người đi theo ngoại đạo lục sư? Nếu là tỳ kheo đi theo ngoại đạo lục sư thì tại sao lại có trong tăng đoàn của Phật? Thưa với quý vị đó, thì nó có nhiều cái nhiều vị học giả cũng có tranh luận với nhau về vấn đề này. Có luận ý kiến thì nói là cái nhóm này là một là cái trong tạng luật cái bản tiếng Anh á, thì cái vị mà dịch á, thì vị này cho là nhóm lục sư này á, là nhóm tỳ kheo gồm có 6 vị. Như vậy thì nó lại là không có hợp lý, bởi vì không lẽ bây giờ cứ mọi không lẽ là cái nhóm tỳ kheo con số phổ biến là 6 vị hay sao? Cái giải thích thứ hai á, là cái nhóm tỳ kheo lục sư này á, là một nhóm tỳ kheo do có 6 vị đứng đầu, tức là 6 nhóm có 6 vị đứng đầu. Thành ra mà cái nhóm này là nổi tiếng quá cho nên là thành ra là 6 vị. Và 6 nhóm này đó thì ngài Panditá ngài có nêu tên, ngài thống kê ở trong tạng luật đó, là gồm có ngài Asachi, Punapasuka, Metiya, Pumachaka, Panduka và Lohitaka. Thì ở trong Sammantapasadika đó thì ấy có ghi tất cả họ là những người sao quách thí và tất cả vốn quen biết với nhau, thấy khó kiếm sống họ gia nhập tăng đoàn. Dưới sự chỉ dạy của hai vị đại đệ tử thượng thủ, họ cho rằng thật không khôn ngoan nếu tất cả họ sống cùng một chỗ, và do đó họ chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 500 vị tỷ kheo gia nhập. Đó là cái định nghĩa của nhóm lục quần tỷ kheo. Cho nên nhóm này là nhóm mà một cái nhóm đặc biệt, gồm ban đầu có 6 vị và sau này khi xuất gia đó, 6 vị này là trưởng của một nhóm tăng đoàn rất là lớn. Thành ra là quý vị thấy là có rất là nhiều, kể rất là nhiều ở trong tạng luật và không dính dáng gì đến lục sư ngoại đạo ha. Không biết vấn đề này thì cái này không phải là do sư sư biết, không phải do sư tự biết ha, mà cái này là của một cái bài nghiên cứu của ngài Panditá. Đây nào quý vị có thể xem cái bản gốc ở đây đấy, ở của trang Giác Ngộ Hoa Lục Quần Tỳ Kheo là ai đấy, một cái bản nghiên cứu rất là tường tận đó, đó của ngài Panditá ha, do Nghiệp Đức dịch. Không biết vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì bản thân sư thì cũng hoàn toàn đồng ý với cái cách giải thích và cái nguồn tài liệu của Đại Đức Hạnh Tuệ rất là chính xác và cũng rõ ràng. Cho nên cái câu hỏi này sư thấy là rất là rõ ràng luôn, nghĩa là không có điểm gì mà để thêm vô nữa. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời. Dạ vâng.